Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợn nha các bạn. Thì hôm nay là nói về các tính bán kính hình tròn. Đây lớp 10 nha các bạn. Thì khi gặp kêu tính bán kính hình tròn lớp 10 thì các bạn nhớ nè, nếu trong tam giác, ý nói bài toán liên quan đến tam giác, thì các bạn nhớ đến những cái công thức tính bán kính của hình tròn như sau. Đó là diện tích tam giác sẽ bằng A nhân B nhân C chia 4R, với A, B, C là các cạnh của tam giác, và R chính là bán kính hình tròn ngoại tiếp tam giác, được chưa? Vậy từ đây muốn tính được bán kính R thì ta sẽ lấy A nhân B nhân C chia cho 4 nhân diện tích. Vậy muốn tính được bán kính hình tròn ngoại tiếp tam giác, ta phải có 3 cạnh của tam giác đó và diện tích của tam giác, ok chưa? Công thức tiếp theo các bạn cần nhớ đó là S bằng B nhân R, với B chính là A cộng B cộng C chia 2. Đây được gọi là nửa chu vi tam giác. Và R chính là bán kính hình tròn nội tiếp tam giác. Vậy từ đây mình suy ra muốn tìm bán kính hình tròn nội tiếp trong tam giác thì ta sẽ là bằng S chia B, được chưa ạ? Rồi nếu trong mặt phẳng OXY, trong mặt phẳng hệ trục OXY, thì các bạn nhớ đến bài đường tròn tấm IAB bán kính R. Nhớ trong mặt phẳng OXY muốn viết được phương trình đường tròn C tâm Y bán kính R thì các bạn nhớ phương trình tổng quát của C là x trừ a bình cộng y trừ b bình cộng bằng r bình. Ví dụ vậy, x trừ 1 bình cộng y trừ 2 tất cả bình bằng 4, thì các bạn tương ứng nè, x a là a bằng 1, y trừ b bằng 2. Tiếp tục R bình bằng 4 nha các bạn. Các bạn cẩn thận chỗ này. Vậy các bạn phải biến đổi cái 4 này thành 2 mũ mấy à? 2 mũ 2. Phải đưa nó về cùng dạng bình hết. Vậy là R bằng 2. Vậy bán kính của mình bằng 2. Được chưa ạ? Rồi, tiếp theo mình sẽ nói về cái dạng khai triển của hình tròn. Dạng khai triển nha các bạn. Dạng C khai triển thì các bạn nhớ nè, nhớ x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2by cộng c bằng 0, được chưa? Và nhớ bán kính R bằng căn a bình cộng b bình trừ c. Vậy muốn tìm bán kính ta phải có a, có b, có c, với a và B chính là tọa độ của tâm nha. Rồi mình lấy ví dụ x bình cộng y bình trừ 2x trừ 2y cộng 1 bằng 0. Rồi thì tương ứng nè, các bạn dễ bị sai chỗ này, các bạn nên viết lại phương trình đường tròn dạng khai triển để các bạn so sánh tương ứng nha, dễ bị sai lắm. Cộng C bằng 0. Đây,
x bình. Nếu giả sử ở đây nó không phải là nè, trước này là đều là số 1 nè. Nếu đề bài cho trước x bình và y bình không phải là số 1 thì các bạn hãy chia làm sao để xuất hiện cái x trước x bình và y bình là số 1 nha. Chúc mình lấy một ví dụ. Rồi, vậy tương ứng trừ 2a bằng trừ 2, trừ 2b bằng trừ 2b bằng trừ 2, và c bằng 1. Rồi, vậy tương đương mình sẽ tìm ra được a, b, c. A bằng 1, b bằng 1 và c bằng 1. Vậy muốn tìm bán kính, ta nhớ công thức căn a bằng trừ, xin lỗi, cộng b bằng trừ trừ c bằng căn 1 bình cộng 1 bình trừ 1 đã ra 1. Vậy bán kính bằng 1. Được chưa? Rồi, bài tập 2 x bình trừ 2, xin lỗi, cộng 2 y bình trừ 4 x trừ 6 y cộng 1 bằng 0. Rồi, các bạn hãy tìm giúp là bán kính bằng bao nhiêu. Thì các bạn nhớ chỗ này, đây là số 2 nha, đây là số 2. Trong công thức khai triển thì trước hàng x bình là số 1, nên các bạn hãy chia tất cả hai vế cho 2, rồi các bạn ứng dụng công thức nha. Rồi, các bạn hãy comment giúp lợi cái bán kính hình tròn bằng bao nhiêu ở phía dưới giúp lợi nha các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.